Tập trước, cặp đôi Bimax và Nhung Yumiho đã có một bữa cơm thật đầm ấm và ý nghĩa. Hai bạn được trải nghiệm món cà đắng đặc trưng của đồng bào Châu Mã tại gia đình nhà chị Kylie. Liệu còn những thử thách nào sẽ dành tiếp cho hai nghệ sĩ của chúng ta? Mời quý khán giả cùng theo dõi. Dạ con gặp cô. Chào con. Dạ. Hôm qua giờ con cũng ngó này hoài, con chưa biết. Cái này mình dạy có khó không vậy cô? Mới đầu thì cũng khó, nhưng mà khi mình muốn biết nó thì mình học riết nó cũng quen. Dạ. Cũng dễ thôi. Nó có phải là có gì ta truyền thống gì không ạ? Cái này là truyền thống. Ở trong làng này phụ nữ người nào cũng biết làm hết cháu. Ừ. Nhưng mà tùy từng người, có khi người ta làm cái đơn sơ và có khi người ta làm cũng cái hoa văn phức tạp. Cô đang dệt cái chân váy. Cái chân váy. Cho cô dâu. À. Dạ. Vậy trung bình một cái chân váy như vậy thì mình làm trong vòng bao lâu ạ? Cái này cô dệt được ngày hôm nay là ngày thứ ba rồi đấy. Dạ. 3 ngày. Là cái này chắc là 70-80%, còn 20% còn là chút xíu nữa xong đúng không ạ? Xíu nữa xong. Bây giờ cô làm một đường. Ôi vậy là mình phải làm từng đường một với lại cái những chi tiết hoa văn nhỏ xíu như vậy. Mình phải lấy cái cây này mình nhặt từng cái một luôn. Còn mình không làm chi tiết đó nó không có ra hoa văn, nó không tạo hoa văn nha. Luôn sợi xong mình đánh như vậy này. Đánh như vậy để cho nó chắc cái vải ấy. Cái này lúc mà mình bắt đầu mình làm là mình phải xỏ từng sợi nó quá. Tức là cái khung quần sợi này nó có riêng ra. Yeah. Mình phải quần sợi ra, trước khi quần sợi ra rồi, xong quần sợi ra rồi mình mới cho lên cây. Cho lên cây như vậy này. Xong mình mới dệt thành tấm như vậy. Nó cũng nhiều kỳ công quá nè. Nó nhiều công đoạn. Ừ. Nhưng mà khi mà mình muốn làm một cái nghề này, người trong bản này, những cô gái ở trong bản này cũng phải học những cái đường tiết tấu của nó, ví dụ cái hoa văn pha như thế nào rồi làm như thế nào để cho nó ra hoa văn, mình cũng phải học cái đấy. Em muốn làm thử không? Làm thử không? Dạ. Làm đi, coi chừng banh á, này làm 3-4 ngày rồi đó. Chừng đâu ạ? À? Được rồi, bắt đầu dệt đi. Rồi dệt đi. Rồi. Ủa cái cây này mình mua hay là nó vậy? Cái này cũng đi chặt đấy cháu. Không, ý là cái chỉ. Cái sợi đi mua cháu ơi. Rồi xong rồi mình quấn vô cái cây đó. Dạ. Ừ, đúng rồi. Quấn. Trời lâu vậy. Rồi. Nhấc nó lên, nhấc cái này lên. Dún chân lên. Cho chân nó nhún đi. Cho chân nó nhún. Ờ nhún. Rồi, để ở dưới đi, để ở dưới cho nó không mỏi tay. Để dưới đất đi. Đấy, để dưới đất như vậy đấy. Không mỏi tay. Khó nha. Nhìn dễ nhưng không dễ. Anh phụ cho một cơn. Nói chung là mình phải kiểu như là làm quen tay thì nó mới làm được. Chứ cái này phải tỉ mỉ lắm á. Nếu mà sai một cọng chỉ là nó cũng hơi khó khăn á. Đúng rồi. Làm lại hết luôn á. À, nhìn dễ chứ không có dễ đâu nha mọi người ơi. Mọi người ơi. Cái rủi ro cao nhất của cái này là mình bị gì ạ? Bị ví dụ mình làm lỗi làm sai thì hàng người ta không có mua. Rồi luồn cái này qua đường đấy, luồn qua đường này này. Hay. Để đấy. Lấy giỏi cái này. Rồi đó. Luồn qua đường này. Đấy. Rồi. Đây. Ở đây luôn nha. Rồi. Qua bên kia. Anh về Sài Gòn nha. Cái công việc này nếu như mà mình ngồi cả ngày cần phải sự kiên nhẫn nè. Nó rất là mệt. Làm cả ngày thì nó quen, nó không có đau lưng quên. Nhưng mà thật ra không phải là như vậy đâu. Ngồi một hồi nó sẽ rất là nhức lưng luôn. Mà tại vì cô quen rồi ấy. Thật sự. Nhưng công việc này không có khó khăn, nó không có dễ dàng gì đâu. Nó rất là khó khăn. Nhưng mà nhìn cái góc này nè, em thấy em rất hợp luôn. Thôi em đây luôn đi, em đi về. Cái gì vậy trời? Học với thấy em nãy làm kiểu rất là đảm đang đúng không? Kiểu yêu đúng không? Dạ, thì bây giờ cũng đã đến lúc hai cháu phải đi về lại Sài Gòn với những công việc của mình. Bản thân cháu thì cháu cũng cảm ơn hai bác. Thì đêm qua cũng đã hỗ trợ cháu cũng như là giúp đỡ cháu cho cháu được có những cái trải nghiệm. Thật sự là chắc là đời cháu chắc cũng không biết sao, lâu lắm rồi, nữa mới kiếm được một lần như vậy nữa. Cho nên là cũng cảm ơn hai bác rất nhiều ạ. Đây có một cái món quà lưu niệm là chụp hình với gia đình mình. Dạ, cháu gửi với bác. Dạ, mong rằng... gia đình mình sẽ luôn vui vẻ, sẽ luôn hạnh phúc. Và làm công việc thì mọi thứ đều thuận lợi cho mình. Cũng như là các cháu sẽ đều học giỏi và nghe lời hai bác. Coi như cô chú không biết nói cái gì để mượn lời là cảm tạm biệt hai cháu. Bất đắc dĩ lắm, từ vì thấy những người mà người ta đến xin nhà ở ấy, yeah. Mình cảm thấy cái lời lễ, cái lời nói của họ thì mình cũng phải nhìn mặt.
Dạ. Mình nghe lời nói của họ thì mình mới cho vô nhà được. Dạ, còn rồi. Những cái gì mà mình thấy trong lòng là cái cảm thấy là người nào mình không yên tâm ấy, mình cũng không cho dám vô nhà ở dạ, đâu. Dạ, đúng thật rồi, tình là như vậy. Thì cô chú thì qua một đêm cháu ở với cô chú thì coi như là cái đấy là cũng là một kỷ niệm sâu sắc cho gia đình cô chú. Cháu có để ý là có mấy bé nhỏ mà giờ mấy bé nhỏ như là đi đâu rồi đúng không ạ? Đi dạ, múa ở trên nhà sơ. Xài cái gì nhà bác giữ giùm. Rồi cháu. Rồi cảm ơn cháu nhiều dạ. Nha. Rồi rồi rồi. Chị. Bây giờ đến giờ cháu phải đi rồi. Cảm ơn cô chú cho anh con tá túc hôm qua nha. Chứ thật ra nhìn mặt Giang vậy cũng khó vô nhà người ta. Có không? Con ấy con đâu có Giang đâu đúng không? Nên cho cô chú tin người má, lần sau cẩn thận hơn nha cô chú. Rồi, cảm ơn cô chú. Rồi con xin phép con đi. Chào con nha. Đi nha, giữ sức khỏe. Đi nha. Cô chú giữ sức khỏe. Chào cô chú giữ sức khỏe. Rồi về hạnh phúc nha. Gửi lời chào với mấy đứa nhỏ giúp con ạ. Sau những giây phút xúc động chia tay với hai gia đình, phải chăng là hồi kết đẹp dành cho hai bạn trong chuyến hành trình lữ khách 24 giờ lần này? Thật sự thì sau khi cái trải nghiệm vừa rồi thì Bi cũng vẫn rất là ok, vẫn rất là fresh. Fresh. Nói chung là tươi á. Rồi, chúc mừng hai bạn đã vượt qua thử thách xin ở trọ. Yeah. Hay quá. Hết rồi mình hả? Đi về mà anh. Bye bye, xin chào mọi người. Dạ. Hẹn gặp lại ở một chương trình khác. Nhớ coi chuyến mình nha. Yeah. Nhớ đây. Mọi người nha. Ủa gì vậy? Thử thách tiếp theo dành cho hai bạn. Trời ơi, tưởng xong rồi. Cái gì vậy mà? Thử thách hoài luôn, thử thách 24 giờ là suốt 24 giờ sẽ bị thực nặng lắm nè. Nặng đó, vậy à, cái này là vàng. Vàng, lấy vàng ra bán. Quà của tụi mình. Yes. Quà. Ủa mà tự nhiên anh đâu có xài son đâu đưa anh chị. Anh xài đi, hãy tìm đến nhà chị Quyền Ánh để nhận thử thách cuối cùng tại thành phố Bảo Lộc. B-Max nhận tin nhắn qua điện thoại. Hai bạn hãy đáp án cho chương trình nhé. Chất liệu mà trong tấm hình các bạn đang xem được làm bằng gì? Và điều kiện, nếu trả lời đúng thì chương trình sẽ đưa các bạn tới đó. Còn trả lời sai các bạn sẽ tự đi tìm tới đó và sẽ hóa trang bằng hai cái son trên mặt. Cái này là hoa anh thì không, cái này là một loại sơn dầu hay là không lẽ cho cái này là bằng son thiệt ta? Tại vì tự nhiên á đưa cho mình tấm hình xong đưa cái son này nó phải có cái gì đó liên quan chứ đúng thì không? Đó thì anh định nói với bằng son đó nhưng mà cũng có cái liên quan là nếu mà mình không trả lời được thì mình sẽ phải lấy cái này mình chét vào mặt mình xong rồi mình đi. Tóc chưa? Rồi. Rồi gì? Chưa mà. Mưa rồi. Anh nghĩ là nó là kiểu sáp giống cái sáp mà chì màu á. Em có đi vẽ thì nó giống như là cái màu nước vậy thôi. Giờ mình nói là gì? Anh nói là sông môi đi. Không, sông môi yeah. Sao màu này được? Sáp, sơn dầu, cái gì? Không, sơn dầu được. Sáp đó. Rồi, màu sáp. Màu sáp. Không nhớ chưa? Màu sáp. Đảm bảo các bạn hoàn toàn sai. Thấy chưa? Thì anh nói thì các bạn hãy sử dụng hai cây son để khoan, nhưng mà tụi em muốn biết câu trả lời à? Hóa trang mặt, muốn biết câu trả lời thì đi lên đó. Các bạn sẽ tự đi kiếm tới đó sẽ biết. Trời ơi. Thời gian khó con đường ơi. Con mới lại. Để coi cái mặt anh coi. Trời ơi. Đi mọi người. Xe bay cái, anh làm em tắm rồi. Trời ơi, biến thái. Thiệt luôn á. Không biết nói gì luôn á. Chị Ánh ơi. Chị Ánh. Bây giờ mình không đi kiếm chị Ánh thì đi kiếm cơm chiên Dương Châu được không? Anh đợi em với, em đi nhanh vậy. Chị ơi, cho em hỏi nhà chị Nguyệt Ánh á. Chị Nguyệt Ánh nghệ nhân. Con bé mất cướp mình vậy mình không dám vô chào ai luôn. Nhà chị Nguyệt Ánh làm nghệ nhân. Nghệ nhân chỉ vẽ hay sao? Có chị Nguyệt Ánh mà làm tranh không? Có, nghe mày. Dạ. Ở đâu vậy anh? Là đi bộ lên sao không anh? Dạ đi bộ lên là thấy. Nó là em gái mà. Dạ chị em ơi. Ủa hay vậy? Gặp được luôn hả? Nó là em của anh thôi, chứ không phải là của anh, không phải là anh. Nên đây có ánh kim. Dạ, ánh kim. Dạ đúng rồi, ánh kim. Dạ đúng rồi. Hay quá anh ơi.
Chị Ánh ơi. Dạ, ôi, chị Ánh kìa. Dạ, dạ, chị Ánh. Chị, em tìm chị từ chương trình Lữ Khách 24 giờ. Em đi nãy giờ mới kiếm ra nhà chị. Dạ. Wow. Dạ, con chào đây em. Là ba chị. Đây là bướm bướm hả chị? Đúng. Ủa. Rồi. Ở đây thì chính làm trang bướm. Cái này là bướm thật hết đúng không chị? Đúng rồi, bướm thật. Là bướm thật hết. Mấy con bướm này mình nuôi. Mình nuôi à. Mình nuôi nó sinh sản ra rồi mình cứ làm thôi chị. Cái này mình chỉ nuôi ở cây. Khi mình nuôi là mình nuôi con sâu. Xong rồi khi nào mà con sâu nó vào tổ, mình đem cái tổ đó về cho nó ở thành con bướm. Cái này là vòng tuần hoàn của một con bướm đúng không ạ? Vòng đời. Vòng đời. Bướm đẻ ra trứng, trứng thành con sâu thành nhộng, nhộng kén thành cái này hồi con bơm bướm. Một từng cái cánh bướm mà xếp thành được nguyên một bức tranh vậy luôn á. Đây, ví dụ như là khi mà các bạn nhìn thấy cái bức tranh này con ngựa à, thì cái màu xanh của nó này, mình là chỉ lấy một tí xíu cái màu xanh ở trên cái cánh bướm này thôi. Dạ, là mình cắt rồi. Ra hả chị? Đúng rồi. Ví dụ như một cái con bướm như thế này, đây là cái mặt phải của nó ha. Dạ. Còn đây là cái mặt trái của nó. Là nó màu khác đó đúng không? Màu nó chị? Khác. À, tức thì là mình khi cũng mà mình quan sát trái luôn. Đúng rồi. Khi mà mình quan sát thì ví dụ như ở chỗ này nó có cái trong veo này. Dạ. Thì em tưởng tượng như là ở giữa cái cánh bướm nó có một cái lớp màng mỏng. Dạ. Giống như là ni lông vậy đó. Thì khi mình chùi hết cái phấn ở mặt dưới và mặt trên đi thì nó sẽ để lại một cái lớp trong. Dạ. Cái đầu cánh bướm này để làm vào cái bờm con ngựa. Để có được một cái bờm con ngựa như thế này thì mình phải mất khoảng 5 con bướm như thế này. Ủa, giá thị trường của một con bướm vậy có cao mà. Như trung bình bức tranh nhựa như bức này thì khoảng 2,5 triệu. 2,5 triệu. Mình làm cho bao lâu ạ? À? Cái thời gian mình làm thì mất khoảng 2 đến 3 tuần, nhưng mà cái thời gian để mình sưu tập cánh bướm. Ví dụ như ở đây cái cánh bướm màu cam chẳng hạn, để mình làm những cái viền này thì mình lấy một tí xíu của cái con này thôi. Còn cái màu xanh để làm những cái bông hoa này thì mình lại lấy những cái chi tiết nhỏ ở trên cái con bướm màu xanh này. Dạ. Nhưng mà chị ơi, trước khi mà mình làm lên cái này á thì mình có cần phải vẽ trước rồi mình mới in lên được? À, là trước vẽ trước là vẽ trước, sau đó mình mới xếp. Mình xếp theo cái màu sắc là mình cảm nhận thôi. Dạ. Tranh thì bảo quản thoải mái, miễn sao mà mình sử dụng sao mà nó không có làm hư cái bức tranh đi. Dạ. Chị và không bướm... có làm mất màu của các cái màu tranh nữa. Chị thích bướm vậy là bướm có nhiều loại lắm đúng không chị? Em thử đi, em đếm thử xem trong nhà chị có bao nhiêu loại bướm. Mèo chắc là cũng phải trên 100 không? Nhiều lắm. Bướm thì có rất là nhiều loại. Ví dụ như là chị sẽ làm những cái bộ mà tiêu bản. Tiêu bản thì các em mà nó học, nó tìm hiểu với các loài bướm á, thì nó sẽ coi ở trên này. Thì ở đây là vừa có những cái tên tiếng Việt nè, rồi có những cái tên khoa học. Thì chị cũng kết hợp với một số nơi để người ta có những cái lớp hướng dẫn cho trẻ học tìm hiểu về các loài bướm. Yeah. Từ nãy tới giờ cũng quan sát là cái bức tranh nó như thế nào và làm từ cánh bướm ra sao. Thì hôm nay mình cũng muốn các bạn thử làm tranh xem như thế nào. Các em sẽ tự vẽ ra những cái mẫu mình cảm mình thích. Yeah. Xếp sao mà thành một cái bức tranh kín những cái ô trong này. Và khi mà làm xong thì vừa ra một cái bức tranh mà có ý nghĩa này. Cái thứ hai nữa là phải sử dụng 15 loại cạn bướm khác nhau. 15 loại hả chị? Đúng rồi. Dạ. Cả hai đã rất khéo léo và tỉ mỉ để hoàn thành bức tranh do chính tay mình làm. Thật sự là làm cái này nó quá khó, cho nên là mình phải tỉ mỉ từng cái từng cái. Nếu mà 30 phút thì em nghĩ là nó hơi khó để mà hoàn thành xong bức tranh này. Bức tranh của em chưa có hoàn thành, em vẽ hai con mèo. Đúng rồi, bởi vì để làm một bức tranh kích thước như thế này thì thông thường các chị nghệ nhân làm lâu rồi cũng làm mất khoảng một ngày. Một ngày đúng không chị? Đúng rồi. Ở 30 phút và trong vòng 30 phút là em làm như thế này là em rất là xuất sắc rồi. Yeah. Tuy nhiên là em chưa có đủ 15 màu. Đúng rồi. Tại vì em định là vẽ hai con mèo xong rồi xung quanh em sẽ làm màu sắc cầu vồng luôn. Nếu có thời gian thì em sẽ làm rất là đẹp đấy. Mọi người hãy tin em đi. Và đây là sản phẩm của tụi mình. Của Bi đây. Của Nhung đây.
Nó rất là có ý nghĩa với Nhung. Đây là hai chú mèo nhà Nhung. Còn đây là cái bồn bông nhà Bi. Sao hai tác phẩm của các em khi đã hoàn thành thì các em cảm nhận như thế nào về cái trong quá trình làm? Em nghĩ là để hoàn thành được một bức tranh thật là đẹp thì phải mất rất là nhiều thời gian và công sức, cho nên là em hiểu được phần nào công việc của chị hàng ngày, nhưng mà cảm thấy rất là nể phục. Em mới vô em ngồi chút xíu thôi mà thật sự cái bức tranh này nhìn các bạn nó trừu tượng lắm bạn. Dạ vâng, Nhung sẽ được đính chính với các bạn là bức tranh của anh Bimax là lấy những cái cánh bướm của nãy kia ghép vô lại đó, không có bẻ gì trơn. Nó không phải đơn giản như vậy đâu các bạn hãy nhìn kỹ đi, các bạn hãy lùi xa TV cách xa 3 bước đi, nhìn kỹ với cái màn hình TV đi. Và các bạn sẽ được. Thấy được đây là cái đây hoa. Là những cánh bướm thiệt. Và đây là cánh hoa. Là những cánh bướm, những cánh bướm nên nó rất là xịn, các bạn hiểu không? Nhưng mà vì xịn như vậy chứ em nghĩ là em tặng lại chị đâu. Rồi chị cảm ơn em vì được tặng lại bức tranh như thế này nên chị sẽ tặng lại em một bức tranh khác. Yes, yes, yes. Cái chị làm như vậy là không có công bằng. Còn em thì sao? Bức tranh của em tặng em không? Để em lại tặng em đem về. Đây lưu trữ rồi. Trả lời luôn. Dạ không, dạ không. Em nó thích con mèo của em nó. Vậy thì bạn Bi tuổi con gì ha? Dạ em tuổi con gà. Rồi chị sẽ tìm một bức tranh con gà. Một con khỉ đi chị. Chị tặng cho bạn Bi con gà. Tuổi dạ, của dạ. Bạn Bi. Dạ cảm ơn chị. Nè trả em hai con mèo nè. Cho em một lựa chọn lần nữa. Đem về hay để lại? Đem về. Đem về thì không được. Đem về phải vui lên. Vừa muốn đem về vừa muốn con quà. Được. Ăn trái cây không? Có dễ vậy không em? Cuộc đời đâu có dễ dàng vậy được. Rồi vậy thì chị sẽ tặng lại cho em một cái sản phẩm khác ở đây ha. Tặng em á. Tặng lại cho em một sản phẩm bướm bướm khác ha. Cảm ơn chị. Con bướm bướm này giống trong Hoàng Châu Cách Cách á, của Tiểu Yến Tử á. Em cũng cảm ơn chị về cái phần quà gà mà em rất thích. Em rất thích gì mà liên quan đến gà. Cũng như là em cũng chúc cho chị sẽ thật nhiều sức khỏe, cũng như là tiệm tranh của mình ngày càng bự hơn, và sẽ kiếm được thật nhiều người cùng cái đam mê làm tranh bướm bướm như chị. Rồi, cảm ơn em. Chị cũng chúc em nhiều sức khỏe và sẽ có nhiều bộ phim hay đối với khán giả. Dạ. Chương trình cũng rất là vui khi hai bạn đã trải qua chuyến hành trình 2 ngày 1 đêm tại Bảo Lộc ở đây để tăng thêm phần kịch tính và cũng như phần có hậu của chương trình. Thì chương trình muốn các bạn hãy sử dụng những món quà mà các bạn đã được người dân Bảo Lộc nơi đây dùng đó để mình đưa ra thành tiền trao tặng lại cho một người cũng là quyết tâm tại Bảo Lộc nơi đây. Có nghĩa là bây giờ mình phải bán những cái bán quà để mình đổi thành đưa ra thành giá trị mã tiền và mình đến địa chỉ này để mình gửi cho chị. Cảm thấy chuẩn bị sắp làm một cái việc ý nghĩa. Những cái món quà ý nghĩa từ tình cảm dành cho nhau thì bây giờ mình sẽ quy đổi nó ra một cái gì đó nó hiện thực hơn để mình giúp đỡ cho những người mà cần. Đi thôi. Mà cũng không biết. Chanh bán có chanh cả trà luôn nha. Bán hết luôn á. Chanh là bình thường một tấm này là chỉ bán 1 triệu. Còn trà nữa là 500 là 1,5 triệu. Mong mình sẽ đi kiếm bán được 1,5 triệu. Cho chị, mình em hỏi chị một chút được không ạ? Dạ, em hỏi là tại vì hiện tại bây giờ em đang làm một cái việc là kiểu mình sẽ đi bán. Em sẽ đi bán bức tranh này cũng như là bán cái này để lấy một số tiền. Và cái số tiền đó sẽ đi giúp một cái người khuyết tật ở tại Bảo Lộc mình. Không, tại đây trong đi còn bà có bà cò gì là làm bên hội nói rồi. À vậy hả? Dạ ok, cảm ơn chị. Dạ cảm ơn chị nhiều, cảm ơn. Anh ơi. Dạ em em đang tham gia chương trình lữ khách 24 giờ. Dạ thì chương trình có một cái thử thách là em sẽ bán những cái sản phẩm mà em được tặng để em làm từ thiện. Anh có thể mua với giá bao nhiêu cũng được, tại vì cái số tiền đó em sẽ đi làm từ thiện. Anh có biết giá bao nhiêu đâu anh mua? Có nghĩa là nếu mà anh thật sự muốn mua thì anh đưa giá, mức giá bao nhiêu thì anh có thể nói với em. Khó quá nhờ. Không biết bao nhiêu để anh mua. Anh có thể mua một gói cũng được, một gói thôi. Anh nói một mức giá anh muốn đi. 100 ngàn hả? Dạ ok luôn. Cảm ơn anh nhiều. 100 ngàn đầu tiên. Không biết là anh Vimax đã bán được sản phẩm gì chưa, nhưng mà Nhung đã bán được một cái sản phẩm đầu tiên. Thì em chỉ định bán bức tranh này là tranh làm từ bướm bướm.
cánh bướm bướm á, với lại cái phần trà này. Thì bản thân em giờ em cũng không biết là mình phải bán bao nhiêu nữa. Em đã bán được rồi một sản phẩm. Anh Đức mua được cái này. Anh dạ, đâu biết bây giờ cái giá trị của em như thế nào anh biết chứ. Dạ thì tại như cái trà này thì ở đây anh cũng có bán, cũng dạ. Không bán. Tất cả hết cái này chắc 500 rồi. Dạ thôi sự là 500 rồi không có nhiều. Anh mua hết hả? Anh bán hết hả? Bán hết luôn, bán luôn hết chứ giờ chưa đây em chờ chợ người ta nghỉ rồi. Giờ này thì đúng là bây giờ là họ sẽ nghỉ. Dạ. Còn một số khoản ở đây thôi. Dạ. Chân này không này chanh bướm bướm á, con gà đó là tuổi của em á, là nãy chị phòng chanh kia chị tặng cho em. Thì em đi chương trình em có 50 ngàn thôi, em không có gì hết ngoài cái này. Và bây giờ chương trình đặt ra cho em thử thách là em cũng để là một cái giá trị nào đó tốt. Cho nên là em cũng cố gắng bán, thì nếu mà anh cảm thấy anh không thích cái chanh thì anh có thể mua trà thôi cũng được. Sao vậy? Ủa anh đang bia trà cho anh mà tự nhiên em kêu không thích chanh. Thì có nghĩa là mình có thể bán chanh cho người khác. Thôi em đi. Bây giờ là anh phải bán được hàng chứ không phải là bắt anh lên. Anh không, thử này không ép này, em dạ, không ép nha. Anh thích cho nên là em chỉ... mua em. Ngoài ra em còn có một cái móc khóa mộng móc này thì anh có thể treo trên xe. Còn nói cái gì nữa bây giờ quý vị thưa các bạn. Thôi được rồi, thôi để anh dùng một em hai trà này đi. Chứ cái chanh anh không ưa cần. Dạ. Yeah. Anh ơi, đây còn một gói nữa, anh có thể mua được không ạ? Thôi vậy thì còn chúng người khác người ta mua nữa. Đúng rồi. Nhưng ngoài bên kia kìa, có mấy cô đang nhìn kìa. Đúng rồi, qua bên kia đi, đúng rồi đó. Đi được đấy. Yeah, vậy là chúng ta đã hoàn thành gần xong rồi cái nhiệm vụ rồi. Còn bức tranh này. Tức là em phải tách ra để em bán. Dạ. Để anh bán nó mua cho em 300 nha. Dạ. Yeah. Cảm ơn anh nhiều. Hay quá. Yeah, cảm ơn anh nhiều ạ. Tăng, em thấy sơ sơ là có bạn bán bị lỗ rồi đó anh à. Dạ cảm ơn anh, chúc anh nhiều sức khỏe hả? Anh ơi, nhà em đến từ chương trình là khách hàng muốn. Xin mua cái trà đi. Cái trà này anh muốn mua với mức giá bao nhiêu ạ? Không biết giá luôn ạ. Thật ra là tiền đó thì mình sẽ đi làm từ thiện. Cho nên là mình sẽ không có định giá. Đây. Cảm ơn ạ. Vậy là bằng với anh đi mất rồi. Chanh bướm bướm siêu xịn đây chị ơi, mua chanh bướm bướm không rồi giải tán hết rồi. Trời ơi. Dạ chị mua chanh không chị? Rồi xong luôn. Hay là cái chanh này chị có muốn mua cái nào ạ? Chẳng là chị không có chỗ nào để treo hết trơn đấy. Chị cái này á chị? Đây 50 ngàn có được không? Dạ được. Đây em. Dạ cảm ơn chị. Dạ em gửi chị. Rồi. Cảm ơn chị nhiều. Bán được chưa? Rồi. Bức tranh nó bán nhiều vậy? Em bán 700 với 300 là 1 triệu. Anh tự bán á. Anh tự bán hả? Nó giỡn với mình sao nó lấy tiền mình bù vô mình mua này luôn thì tuổi anh mà anh bán chị. Anh bù vô đủ 600 là đẹp rồi. Em cũng bỏ tiền vô em mua bức tranh này bởi vì đây là công sức của em và em rất là thích. Bây giờ đây là hai con mèo ở nhà của em nên là em không nỡ lòng nào bán nó đi. Tiền của mình để em mua lại. Yeah. Quyết định. Yeah. 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 Đi thôi. Đi thôi. Trải qua một nhiệm vụ thật ý nghĩa, Bimax và Nhung Gubinho đã nỗ lực hết mình để mang đến một món quà ý nghĩa dành tặng cho chị Thi Phụng. Chị đang làm gì vậy? À, chị đang gấp con hẹp. Dạ. Dạ. Dạ em tụi em đến từ chương trình Lữ Khách 24 giờ, em tên Nhung. Em tên Rimas ạ. Mà là sao hay em biết chị ở đây? Dạ là em tụi em được chị Nguyệt Ánh dạ giới thiệu chị qua ạ. Chị đang làm gì vậy chị? Chị gấp con hẹt tại vì muốn làm nhiều điều ước nên gấp thành rất là nhiều ngàn con hẹt khác nhau để mình nhiều điều ước là mình giống như là khi mà mình gấp một con như thế này thì mình giống như là mình để ước một cái điều gì đó cho không phải cho riêng mình nữa mà cho tất cả mọi người. Dạ. Tại vì khi mà ban đầu gấp ấy thì cũng chưa nghĩ đến những cái điều ước nó nhiều như vậy nhưng mà càng ngày bây giờ cái điều ước đấy nó đang nhân rộng và muốn làm cho thật là nhiều người. Wow. Đúng không? Ý nghĩa thiệt luôn á. Thật ra là tụi em đến với chương trình Lữ Khách 24 giờ là đã 2 ngày. Là từ hôm qua tới bây giờ đã trải qua rất là nhiều thử thách. Và tụi em cũng đã qua từng cái thử thách thì tụi em cũng được tặng quà. Và những cái phần quà đó thì lúc nãy giờ thì em với anh Vi Mắc cũng
đem đi bán. Dạ, đem đi chợ bán và cũng nhận được một cái số tiền cũng không có nhiều lắm đó, không hơi nó, nhưng mà đây là tấm lòng của hai đứa em. Hai đứa em cũng muốn gửi lại cho chị, mong là chị nhận như là một phần nào đó để tụi em giúp chị thực hiện những cái ước mơ nhỏ nhỏ, từ những cái nhỏ nhỏ nhất thì nó mới thành được cái to. Chị cũng cảm ơn các bạn đã đến với chị. Thì khi mà từ bé là chị bị cái chân là từ hồi 3 tuổi, nhưng mà sau một thời gian ấy thì cũng mặc kệ, cũng ít ra ngoài, nhưng mà sau khi tham gia cộng đồng và tham gia với bên hội, và khi mình đi được đi mình học hỏi nhiều hơn thì mình cảm thấy cuộc sống nó không có bế tắc như ngày xưa nữa khi mà đi chưa đi ra ngoài. Và khi đó thì mình muốn làm nhiều những cái cho cộng đồng, cho mọi người biết đến, vì mình cũng có khả năng mình làm việc, và mình cũng muốn nối kết cộng đồng và để những anh chị, những bạn nào mà còn chưa ra ngoài, thậm chí là khi mà chị tham gia bên hội và tham gia năm nay là năm thứ 9 rồi. Wow. Năm thứ 9 là tham gia hoạt động bên hội, thì cũng có những anh chị ấy là cả mấy chục năm không bước ra khỏi nhà. Còn hiện giờ tuy là chị ở xe như thế này, đường đi nó cũng khó, nhưng mà ngày nào cũng chạy lên hội để làm và hoạt động trợ giúp hội. Chị đang sống cùng với bố mẹ, còn anh chị em thì đã đi lập gia đình hết rồi. Yeah. Còn bây giờ thì chỉ còn chị ở với bố mẹ thôi. Hai chị nào cũng vui vẻ, cười tươi quá chị ạ. Rất vui khi được gặp các em. Dạ, cũng rất vui khi mà gặp được chị, một người rất là nhiều năng lượng, cũng như là rất là nhiệt huyết. Thật sự là năng lượng là do mình thôi, tích cực hay là tiêu cực em mới nghĩ là tất cả đều là do mình cả, do mình suy nghĩ hết thôi mà. Ngay cả chính chị cũng vậy, khi mà khám phá được cái ý nghĩa của cuộc sống ấy thì mình muốn nó làm cho cuộc sống nó tươi đẹp hơn. Tuy là mình không có sức khỏe nhưng mà mình sẽ làm những cái việc nó nhẹ nhàng hơn. Chúc cho chị là lúc nào cũng được vui vẻ như vậy và lúc nào cũng tràn đầy sức sống và khỏe mạnh để có thể làm nhiều việc hơn và truyền năng lượng đến những người thiếu may mắn khác. Rồi, cảm ơn. Đây là những cái điều ước thì chị sẽ xin tặng em. Mỗi con là một điều ước. Và đây là một cái vòng tay may mắn là do tự tay chị làm. Đây, nó sẽ là vòng tay dây rút như thế này. Thì chỉ là đơn giản những cái đồ chị làm thôi chứ không có gì. Cảm ơn chị. Chị cũng xin tặng em một số điều ước. Mong các em sẽ thực hiện và các em còn trẻ còn khỏe sẽ làm được nhiều việc nữa cho xã hội. Đây, em là Nam thì chị xin tặng em một cái chiếc vòng. Chị kết bằng chữ, là nó có chữ là Việt Nam. Dạ. Đẹp quá chị ạ. Đó, là những cái này là đồ chị làm hết. Dạ. Thôi bây giờ chị tặng em 5 con là 5 điều ước, thì em gửi lại một điều ước này. Em ước chị sẽ thật sự luôn vui vẻ nè. Luôn kiếm được nhiều cái niềm vui trong cuộc sống, mà cũng như là sẽ thúc đẩy cái nguồn năng lượng tích cực của mình đến nhiều người hơn. Những người mà đang nghĩ tiêu cực, những người mà đang nghĩ là chán nản thì người ta sẽ nhìn cuộc sống một cái khía cạnh khác, và cuộc sống luôn sẽ có một màu tươi mới và vui vẻ hơn. Vâng, rồi cảm ơn em. Còn bốn con.